Dạ, em xin phép được record lại ạ. Dạ, em xin phép tiếp tục phần trình bày của em ạ. Dạ, ưu điểm thứ tư của camera Revision Ezerel là đa dạng và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Thì với các dòng thiết bị của Revision Ezerel bao gồm các dòng máy ảnh khác nhau, được đặc biệt thiết kế giúp người lắp đặt tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng của mình. Có HD camera, thì có những dòng RAW, Ultra, XSight, IP camera, XSight, iSight, SmartSight. Thì có thể đáp ứng nhu cầu của bất kỳ khách hàng nào, từ những người tìm kiếm một dòng camera quan sát chuyên nghiệp có thể đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất, đến những người tìm kiếm điều kiện giá tốt nhất và không thể thiếu những khách hàng có nhu cầu lắp đặt theo thiết kế riêng ạ. Và camera Provision Israel có thể tích hợp được nhiều thương hiệu khác nhau như TVA, CVA, EHD, Analog. Mỗi kênh sẽ tự động nhận dạng thiết bị để được kết nối. Tất cả camera IP của Provision Israel đều được chứng nhận on VIP đầy đủ, tích hợp phần mềm và phần cứng của bên thứ ba khác như Genetec, Milestone. Và với phần mềm và ứng dụng trực quan đơn giản qua phần mềm OCVMS cho phép người dùng dễ dàng nhập bản đồ điện tử, đặt máy ảnh vào đó và nhận diện các video liên quan. Khi máy ảnh phát hiện một sự kiện thì mọi thứ hoàn thành chỉ trong vài cú nhấp chuột, và ứng dụng Revision Cam 2 có thể kết nối với hệ thống nhận diện khuôn mặt, thì chúng ta có thể dễ dàng quản lý bộ nhớ khuôn mặt bằng điện thoại. Một ưu điểm nữa đó là đổi mới và dễ dàng nhận diện với thiết kế độc nhất. Các đường nét năng động lấy cảm hứng từ xu hướng high-tech mới nhất, với đường viền đỏ nổi bật, yếu tố độc đáo và khác biệt làm cho vỏ máy trở nên độc đáo và dễ nhận biết hơn ạ. Dạ, và sau đây chúng ta đi vào danh mục sản phẩm của Camera Revision. Dạ, đây là một số dòng sản phẩm của Camera Revision Israel, như là nhận diện khuôn mặt, camera màu ban đêm, nhận diện biển số xe, camera wifi, camera 300 pixel 360 độ, camera phân tích hình ảnh với phần mềm OCVMS và ứng dụng Revision Cam 2, cùng với một số chứng nhận đạt của camera Revision, chứng nhận NDAA, bảo mật bởi Checkpoint, thiết kế bởi công nghệ Israel. Thì camera Revision về IP camera Revision thì có những dòng X-Sight camera. Đây là dòng camera phổ thông với chi phí hợp lý dành cho công trình, đảm bảo cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội, cải thiện quan sát vào ban đêm và phù hợp cho những hệ thống giám sát thông dụng. X-Sight camera thì dòng này tập trung vào các giải pháp an ninh chuyên nghiệp với chất lượng hình ảnh cao cấp, kết nối đa dạng đi kèm với khả năng phân tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo AI. Dòng tiếp theo là SmartSight camera. Thì dòng này bao gồm các loại camera AI hiệu suất cao được thiết kế cho những đối tượng nhận diện và ứng dụng đặc thù, có nhận diện biển số này, nhận diện khuôn mặt hay là cảnh báo xâm nhập. Tiếp theo đó là dòng Rainbow camera, hay còn gọi là camera ảnh màu, được tích hợp với công nghệ quan sát màu ban đêm, giúp mang lại hình ảnh màu sắc vật thể ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng, sẽ cung cấp hình ảnh rõ nét hơn, chân thực, góp phần nhận diện đối tượng và vật thể. Tiếp theo là camera BTZ, giúp truy vết và tìm kiếm thông minh, giúp chúng ta có thể quan sát và phát hiện đột nhập ở những cái khu vực rộng lớn như công viên này, hay là những cái khuôn viên lớn. Một dòng nữa đó là dòng fisheye 360 camera, hay còn gọi là camera mắt cá 360 độ. Thì dòng này là giải pháp lý tưởng cho các khu vực rộng lớn, không gian mở mà camera thông thường thì khó có thể bao quát hết được,
Vì với camera này thì toàn cảnh ống kính 360 độ cùng khả năng chống chịu thời tiết tốt á, thì đi kèm với micro nữa. Thì camera này có khả năng tùy chỉnh khẩu độ đa năng, điều khiển dễ dàng bằng gạt hoặc là trên ứng dụng Cam 2. Đầu ghi NVIDIA Siri thì đầu ghi và phân tích dữ liệu thông minh được xem như là bộ não và trái tim của hệ thống camera IP. Không như DVA, NVIDIA không nén tín hiệu từ video từ các camera IP nhưng chỉ lưu trữ chúng bình thường. Thì thực tế các video này đã được nén bởi camera IP. Thì Rovision Israel cung cấp các dòng NVIDIA tiêu chuẩn và BOE NVIDIA có thể hỗ trợ đa kênh lên đến 128 kênh. Và có dòng DVI series được xem như là trái tim của bất kỳ hệ thống CCTV nào, thì toàn bộ dữ liệu sẽ được ghi lại trên các camera, sẽ được DVI tiếp nhận, chuyển đổi và lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số. Vì vậy, chất lượng DVI cũng quan trọng như chất lượng của camera khi mà chúng ta mong muốn có hình ảnh video rõ nét và tốt nhất. Ngoài ra thì còn có một số dòng camera ứng dụng đặc thù dành riêng cho các đối tượng khách hàng khác, như là camera nhận diện khuôn mặt này, camera wifi hành trình hay là camera ẩn. Và một số giải pháp chuyên dụng của camera Revision Israel. Thứ nhất, đó là giải pháp nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt thông minh. Thì hay còn gọi là EasyCheck. Nó là một hệ thống kiểm soát truy cập hiệu suất cao được phát triển bởi Revision Israel nhằm ngăn chặn sự lây lan và nhiễm chéo virus như COVID-19. Giải pháp này sẽ giúp phát hiện khẩu trang, đo thân nhiệt và nhận diện khuôn mặt. Thì thiết bị tất cả trong một này có thể nhận dạng khuôn mặt, phát hiện mặt nạ và đo nhiệt độ theo các hướng dẫn gần đây về an toàn và phòng ngừa rủi ro. Có thể áp dụng vào các đối tượng như sức khỏe, giáo dục, tài chính ngân hàng, kinh doanh, công nghiệp hay là bệnh viện, vân vân ạ. Giải pháp tiếp theo đó là camera 360 độ góc không điểm mù. Thì với những cái khu vực rộng lớn thì nó cực kỳ thích hợp để giám sát như là sân bay, này, trung tâm mua sắm hay là bãi đậu xe, văn phòng và nhiều khu vực nữa. Thì nó sẽ giúp có cái nhìn bao quát hơn. Và với cái camera mắt cá Rovision này thì nó đóng vai trò của nhiều thiết bị và chi phí lắp đặt nó sẽ giảm giảm đáng kể. Và có thể áp dụng trong các khu vực hình khối khép kín như là thang máy, cabin hay là phòng ATM, xe buýt. Chúng ta có thể lắp trên trần nhà để dễ quan sát hơn. Giải pháp tiếp theo đó là camera màu ban đêm. Với tầm nhìn rõ ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém, ở những khu vực có nguy cơ cao như là bãi đỗ xe hay là tầng hầm, chức năng ánh sáng yếu và chất lượng hình ảnh vượt trội của camera kết hợp với các tính năng âm thanh tích hợp làm cho camera Sirius của trở thành biện pháp bảo vệ hoàn hảo chống trộm xe, đột nhập và các sự cố khác. Và có thể giúp quan sát rõ kể cả khu vực thiếu ánh sáng. Ở những khu vực cần quan sát cả ngày và đêm như bãi đỗ xe tầng hầm này, kho hàng, thì camera Rainbow sẽ trả về chất lượng màu sắc nét và chất lượng với điều kiện môi trường thiếu ánh sáng, cung cấp hiệu ứng hình ảnh, giúp xác nhận người hoặc đối tượng vào các khu vực quan sát ở các thời điểm cho phép. Và một giải pháp nữa đó là giải pháp camera Wi-Fi. Thì với khả năng được đặt ở bất cứ đâu mà không cần lo lắng về dây dẫn hoặc cơ sở hạ tầng mạng hiện có, camera không dây đã trở nên vô cùng phổ biến với những lợi ích chính như không cần cáp này, khoảng cách xa và kết nối wifi đáng tin cậy, có thể giao tiếp giọng nói và cắm và chạy với một cú nhấp chuột để ghép nối máy ảnh và bộ lắp. Thì hoàn toàn có thể xứng đáng với chi phí mà chúng ta bỏ ra. Và một giải pháp rất là quan trọng nữa đó là công nghệ nhận diện đối tượng. Thì dựa trên công nghệ nhận dạng vật thể thông minh cho phép hệ thống phân biệt giữa xe 4 bánh và 2 bánh. Nhờ vào công nghệ này thì hệ thống chỉ kích hoạt cảnh báo hoặc là gửi thông báo khẩn cấp khi mà phát hiện đối tượng mong muốn, và bằng cách này có thể làm giảm các cảnh báo giả gây phiền nhiễu do thay đổi ánh sáng hay là sự rung chuyển của cây cối, động vật. Thì những cái
đối tượng nhận diện có thể là khu vào khu vực quét, như là thiết lập các vùng để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào nhà kho hoặc là máy móc nhà máy có giá trị cao này. Rồi nó có thể giúp vẽ một cái đường chiếu ảo để ngăn nhân viên đi vào các khu vực nguy hiểm, thì bằng cách này có thể bảo vệ tính mạng của nhân viên. Hoặc là đo lường vật thể, camera đếm được đặt ở lối vào, lối ra của một khu vực cụ thể như là bãi đậu xe hay là khu vực nguy hiểm, thì hệ thống sẽ giám sát số lượng người tối đa cho phép của khu vực này. Một giải pháp nữa đó là giải pháp nhận diện khuôn mặt. Thì một camera duy nhất có thể phát hiện và theo dõi đánh giá đồng thời 5 đến 10 khuôn mặt tùy vào điều kiện và hoàn cảnh. Tỷ lệ nhận dạng đạt lên 98% và có thể lưu trữ tối đa 10.000 ảnh khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu khuôn mặt NVI. Và có thể quản lý linh hoạt các cơ sở dữ liệu khuôn mặt, tìm kiếm lựa chọn và các lựa chọn theo dõi và thống kê nhận dạng. Dạ, một giải pháp rất là hay nữa đó là chấm công bằng khuôn mặt để theo dõi sự tham gia của sinh viên hoặc là nhân viên, tránh những cái trường hợp điểm danh hộ hay là chấm công hộ á, thì việc triển khai theo dõi và giám sát sự việc tham dự dựa trên nhận dạng khuôn mặt thì đang thu hút được rất là nhiều trên toàn cầu. Và sau khi dữ liệu về khuôn mặt của nhân viên được đưa vào cơ sở dữ liệu thì nhân viên chỉ cần nhìn vào camera để chấm công, giúp giảm thời gian tham gia và giảm bớt quy trình theo dõi. Giải pháp tiếp theo nữa đó là camera kiểm soát phương tiện. Thì khi thế giới ngày càng phát triển và các dịch vụ trở nên tự động hóa, ngày càng có nhiều yêu cầu đối với hệ thống máy tính hóa trong các khu vực liên quan đến ô tô, như là điều khiển cổng này, giám sát đường phố, quản lý bãi giữ xe. Thì với giải pháp này thì có thể giám sát đường phố này, theo dõi trạm xăng dầu hay là kiểm soát ra vào thành phố, trạm thu phí, bãi đỗ xe công cộng hay là biệt lập hoặc là biệt thự. Và chúng ta có thể theo dõi từ xa và truy cập 24/24 qua ứng dụng thông minh là Rovision Cam 2. Đây là ứng dụng miễn phí cho iOS và cả Android. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát đối với các đầu ghi NVI và camera IP của mình. Dạ, và server của Rovision Israel thì được đặt tại Liên minh châu Âu. Một giải pháp rất là hay nữa của Camera Rovision Israel đó là giám sát cửa hàng bán hàng. Thì giải pháp này giúp có thể kiểm soát được mặt hàng nào đã mua này, giá sản phẩm là bao nhiêu, nhân viên đã quản lý các giao dịch tiền mặt có chính xác hay là chưa, thì có bao nhiêu lần mua hàng được thực hiện bởi cùng một khách hàng trong tháng hiện tại, hoặc là khách hàng đã thanh toán bằng thẻ tín dụng hay là tiền mặt. Và thông qua hệ thống quản lý đáng tin cậy OSA VMS giúp giám sát tập trung trên các chi nhánh ngân hàng, cơ sở trong khuôn viên, chuỗi cửa hàng hoặc khu liên hợp công nghiệp, cung cấp cho người vận hành khả năng xác minh nhanh các sự cố, quản lý nhiều camera thông qua sơ đồ tầng theo thời gian thực hiện và các tính năng lập bản đồ thông minh. Thì giải pháp này sẽ cung cấp một cách tiếp cận hoạt động linh hoạt cho các nhà khai thác và đội bảo vệ có người lái. Với một loạt các tính năng độc đáo và phù hợp, nền tảng này sẽ cho phép phản ứng nhanh chóng và dứt khoát đối với các sự cố. Dạ, và cấu tạo của một hệ thống camera. Như anh chị thấy, đây là gồm có một camera thân, này, camera cầu, switch PoE, router, đầu ghi và phụ kiện và phần mềm. Dạ, và đây là một số sản phẩm tiêu biểu. Có camera bán cầu hồng ngoại, camera nhận diện biển số xe này, có camera BTZ, camera màu quan sát ban đêm, cái đầu ghi, bộ chữ mạch và máy chủ. Dạ, như vậy thì đối tượng mà Rovision Israel hướng đến là ai? Dạ, thì Rovision Israel hướng đến, đây là giải pháp dành cho mọi đối tượng ạ. Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể sử dụng được ạ. Dạ, có thể áp dụng dành cho mọi đối tượng khách hàng như trong cơ sở giáo dục này, cơ sở y tế hay là
biệt thự, khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, nhà máy, là xưởng kinh doanh, siêu thị bán lẻ, giao thông, vân vân, rất là nhiều ạ. Dạ, và cũng là nguồn khách hàng tiềm năng của Revision Israel. Thì đối với cư dân thì sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà của mình và an toàn cá nhân của mình. Ngân hàng thì sẽ giúp kiểm soát được các vụ trộm ATM hay là rút tiền ATM đáng ngờ trên khắp thế giới. Về sức khỏe thì sẽ giúp đảm bảo tài sản của bệnh viện này, đảm bảo an toàn cá nhân. Về giáo dục thì giúp kiểm soát được sự an toàn của học sinh, giám sát tham quan hay là phòng ngừa tai biến. Còn trong kinh doanh thì có thể nó giúp bảo vệ cho khách hàng và nhân viên. Còn giao thông thì áp dụng rất là nhiều, như sân bay, nhà ga, xe buýt hay là xe khách thì có thể giúp phát hiện hành khách, hành lý hoặc đồ vật khả nghi, là giám sát hoạt động của nhân viên. Nó còn được ứng dụng trong giải trí thể thao để bảo dưỡng an ninh, phòng ngừa sự phá hoại, và trong công nghiệp để phòng tránh tội phạm và mối đe dọa, đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình. Dạ, thì như vậy thì làm sao để hợp tác với Revision Israel? Dạ, thì để hợp tác với bên hãng Revision Israel thì rất là đơn giản ạ. Trước tiên là chúng ta sẽ ký với nhau một cái thỏa thuận hợp tác. Thì sau đó là anh chị sẽ trở thành đối tác của Revision Israel và Eurostellar. Thì mình sẽ nhận được nhiều hỗ trợ, ưu đãi và quyền lợi tương đương với các đối tác lớn trên toàn cầu. Mình sẽ được cung cấp giải pháp này, thiết bị, huấn luyện tận tình về chuyển giao công nghệ, giúp anh chị có thể dễ dàng làm chủ sản phẩm tích hợp và các dự án và công trình trọng điểm. Thì sau khi trở thành đối tác thì mình sẽ nhận được những quyền lợi như sau, đó là chứng nhận đối tác chính thức này, huấn luyện kỹ thuật, kinh doanh miễn phí, cung cấp các tài liệu marketing như brochure, catalog, leaflet, hỗ trợ tư vấn báo giá trong các dự án, được bảo vệ dự án như mình mong muốn, tham gia các chương trình khuyến mại quảng bá, nhận được mức chiết khấu cao lên đến 40%. Bên cạnh đó thì bên em có chính sách giá, để chính sách giá bên em là giá kín, và có chính sách bảo vệ giá cho mình, là bên em sẽ có mức giá sàn, tức là giá thấp nhất mà đại lý được quyền bán ra. Thì từ cái giá sàn này là bên em sẽ chiết khấu thêm cho mình theo 4 cấp. Thì đầu tiên đó là mình sẽ được chiết khấu 10% khi mà mình mới tham gia hợp tác với nhau. Thì tùy vào cái doanh số mà mình đạt được trong một năm, thì khi mà trong một năm mình đạt được 200 triệu thì bên em sẽ chiết khấu theo cấp silver cho mình là 20%. Tiếp theo đó là 500 triệu thì 30% theo cấp gold, và 2 tỷ là 35% theo cấp platinum. Và bên em sẽ đồng hành về phát triển lâu dài và được ưu đãi chéo các dòng sản phẩm khác trong Eurostellar. Dạ, trên đây là phần trình bày của em về nguồn gốc về hệ của hãng Camera Revision, những ưu điểm cũng như là những giải pháp về ứng dụng về chính sách của Camera Revision Israel. Dạ, thì sau đây là về phần kỹ thuật. Thì anh chị mình có những thắc mắc gì về Camera Revision thì mình có thể đặt câu hỏi để bên em có thể giúp mình giải đáp ạ. Rồi, tiếp theo cái chương trình ngày hôm nay là mình tới cái những cái phần là mình tới phần là show cái sản phẩm ha. Thì tụi em sẽ xin phép là share cái màn hình điện thoại để quay trực tiếp cái em sẽ tập hợp một số cái dòng cam với cái đầu ghi của bên Robinson cho anh chị mình có thể dễ dàng nhìn ha, quan sát ha. Chị Quyền cho em share cho em cái màn hình để em share cái màn hình điện thoại quay để em tập hợp một số cái sản phẩm của bên Robinson.
Alo, mấy anh chị có nghe mình em nói không ạ? Bây giờ em sẽ đặt một số cái dòng cam ha. Thì đầu tiên là em ở đây em có một con đơm thông thường, 20. Camera Full Revision đó là nó khi mà mình thấy thì nó sẽ có một cái bình huyết giống siêu phong như này. Cái vỏ của nó thì nó bằng sứ, cầm nó rất là chắc tay. Đây là con đơm, camera đơm lắp trong nhà 20. Nó có dây BOE và là mình có thể cấp dây nguồn riêng cho nó đó. Qua nữa là mình có một cái dòng đâu cái này cái màn không biết là anh chị có thấy cái màn hình, anh chị chưa thấy màn hình xe của em hả? Để em xe lại nha. Anh chị Quyền, tắt xe bên chị Quyền đi, để em xe cho. Rồi không biết anh chị có thấy cái màn hình mà bên em xe gì ạ? Chưa hả? Rồi em xin phép trình bày lại. Thì ở đây là em có một con đơm 2D bình thường thôi, camera quan sát trong nhà. Thì cái dòng cam của Revision là, nó sẽ có cái vỏ như là mình bằng sứ đó. Mình cầm nó rất là chắc tay ha, hoặc nó sẽ như vậy đó. Có một cái dòng bullet cũng là 20, những cái dòng đơm bullet thông thường nhất. Đây là dòng bullet. Em này cũng là 20. Đó đây là em có một cái con camera là chuyên để dùng, dùng cho những cái giải pháp mà nhận diện khuôn mặt ha. AI để nhận diện khuôn mặt. Đây là cái loại mà ngoài trời nó sẽ có những cái audio rồi alarm output ở đây luôn. Cái nó sẽ có một cái đèn cảm biến ánh sáng ở đây để dùng để nhận diện. Nó sẽ tự động bật khi mà ánh sáng dưới bao nhiêu lắp đó, thì độ sáng thấp đó, nó sẽ tự động bật cái đèn này. Đây dòng cam AI khuôn mặt thì database của nó thì mình sẽ nhập vào cái đầu ghi ha, rồi nó mình lắp lên là nó sẽ nhận diện khuôn mặt, rồi so sánh database với đầu ghi xuất ra những cái alarm mà mình muốn. Thì alarm alarm output của Revision thì mình có những cái tiết điểm khô nào, hoặc là mình có thể bút nó qua những cái chuông, hay là qua những cái thông báo là snap lại cái hình của cái khúc đó, cái lúc mà nó nhận diện thì nó snap cái hình lại. Rồi.
Đây là em có một cái đầu ghi 8 kênh. Đầu ghi hình 8 kênh của Rosa thì nó sẽ cũng sẽ có những cái cổng mà nó sẽ có cổng LAN, cổng USB để mình cắm con chuột vô, cổng HDMI. Rồi những cái đầu alarm output, alarm input, những cái cổng audio ha. Thì cái đây là cái đầu ghi của Robinson. Thì đầu ghi này là đầu ghi 8 kênh, thì nó ổ cứng của nó hỗ trợ là lên đến là 8T đó. Bên em cũng sẽ có những cái loại đầu ghi mà nó sẽ có cái PoE sẵn ở trong cái đầu ghi luôn. Thì cái dòng này là dòng thông thường thôi, nó có một cổng LAN để mình cắm được tới cái switch. Còn nó cũng sẽ có một số loại đầu ghi mà có cái sẵn cái PoE, cái cổng PoE trong cái đầu ghi luôn, để mình tiết kiệm cái phần đi dây á, đi dây cho nó thuận tiện hơn ha. Lấy cho em cái phần trang dưới. Còn wifi anh, ở đây thì em còn một cái dòng cam mà bên em bán lẻ dành cho đang đẩy mạnh bán lẻ dành cho những cái nhà quan sát, dành cho mình lắp cho những cái đối tượng khách hàng ở nhà rồi đó, người ta muốn quan sát khu vực đó, coi chó mèo rồi đó, thì em sẽ có cái dòng camera mà loại mà wifi hay lắp lên là xài được liền luôn, không có cần đầu ghi gì hết. Mình nó cũng có audio, mình có thể đạp thoại 2 chiều luôn. Đây nó sẽ như này. Cái này là mình chỉ cần kết nối mạng vô cái router, mình nhập cái mật khẩu là nó có thể xài được luôn rồi, nó không cần phải đầu ghi gì hết. Còn nếu muốn lưu trữ thì mình mua mấy cái gói lao tương ứng của cái dòng này. Đây những dòng camera wifi. Rồi tiếp theo là em xin được phép show cái phần màn hình cấu hình ha, để mình coi cái cam nó hình ảnh nó ra sao ha. À, không biết là anh chị có thấy cái màn hình của em chưa? Dạ rồi, tiếp theo thì em sẽ phép show một số các phần mềm để mà cấu hình cho cái cam ha. Thì thường bên em sẽ đầu tiên là mình sẽ có cái IP manager ha, để quản lý máy ha, để mình coi địa chỉ IP của cam đầu ghi rồi đó, mình có thể bình lên. Thì thường để cấu hình cho cam á, thì đối với đầu ghi mình rồi sạch nó có con chuột á, mình cắm con chuột vô, cắm màn hình vô cái đầu ghi là mình có thể cấu hình. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể là bin nó lên web như này. À rồi cam đầu ghi của Robinson thì nó sẽ hỗ trợ là tin miền miễn phí ha. Mình có thể đăng ký tin miền tương ứng cho từng cái đầu ghi đó, thì cái này là nó hỗ trợ miễn phí cho mình luôn. Đó, thì mình có thể cấu hình cái đầu ghi ở trên này, cam gì đó thì mình cũng thể bin lên, mình có IP manager đó, mình kết nối xong mình bin lên là được. Ngoài ra thì mình cũng có, em cũng sẽ có những cái phần mềm là bên Robinson có hỗ trợ là OSA VMS, là cái phần mềm để quản lý video cho camera của Robinson. Thì ở đây em sẽ có một con cam đơm. Con đơm này là cái dòng mà nhận diện khuôn mặt. Con đơm này là cái dòng mà detect đối tượng rồi đó, nó thuộc dạng camera AI, thì nó sẽ có một số cái tính năng. Ví dụ như là đây mình có là motion detect nè, mình có thể detect được cái chuyển động của con cam. Hoặc là direction là mình vẽ một cái đường á. Nghĩa là ví dụ mình vẽ một cái đường để định hướng á. Ví dụ như là hướng A qua B đồ đó, thì mình có thể vẽ những cái đường định hướng ở đây để đếm cái lượt ra vào, ví dụ A qua B, B qua A rồi đó. Ta hay là vẽ những cái khu vực mà mình đi vào thì nó sẽ kích cái cảnh báo, ví dụ như là mình hay vẽ những cái khu vực cảnh báo đó, rồi khi mà có người đi vào thì nó sẽ cảnh báo lên, thì mình có hay vẽ những cái tính năng vậy, cảnh báo phương tiện, người, xe máy hay là phương tiện hai bánh bốn bánh rồi đó.
camera tamperin nè, rồi biểu cao tinh đó, là khi mình mà mình vẽ cái hướng xong á thì mình on cái tính biểu cao tinh này lên á thì nó sẽ đếm cái lượt ra vào ở cái cửa này. Apply thì ở cái phần live view nó sẽ hiện lên là cái phần là người vào, người ra, người ở lại ha, thì là chỗ cái hướng cửa này, mình đi tới đi lui chỗ này. Rồi số tính năng của face detect, đây là detect khuôn mặt chứ không phải là nhận diện khuôn mặt nha, nó detect được cái có cái frame có cái người chỗ đó thì nó sẽ, nếu mình có những cái đầu ghi có hỗ trợ nhận diện khuôn mặt đó, thì nó sẽ chụp lại cái hình chỗ đó luôn cho mình biết, à, lúc đó là nó nhận diện được. Rồi trong cái phần demo này thì em còn có cái camera PTZ nữa. Còn camera PTZ này của Revision là em lấy cái lọc đang là cái dòng cơ bản thì nó là PTZ loại mà 20-50 mét. Thì mình có thể tùy chỉnh những cái tính năng quay tới quay lui hay là focus tiêu cự đồ. Rồi ở đây nó chỉnh những cái độ sáng hay là zoom lên thì con này có thể zoom được 50 mét. Đây là mình zoom trên phần mềm PMS thôi, ra bán cái con PZ này bên em cũng có những cái bàn phím điều khiển ha. Đây rồi, thì đó là cái phần mà demo một số cái tính năng của camera rồi sạch ha. PTZ thì nó cũng có cái liên quan tới chất dữ liệu nè, chất data hay là một số cái tính năng nhận diện khác của dòng cam này thôi. Nó cũng giống như nó cũng có một số tính năng nhận diện thông minh rồi đó. PTZ cũng có chia khu vực, light rotation là vẽ những cái đường định hướng, motion detect im. Ngoài ra PTZ thì nó sẽ có một số cái như là reset setting, cure setting, chắc setting, nó chắc dữ liệu rồi đó. Phải detect khu vực đi vào đi ra, khu vực đi vào, khu vực đi ra rồi đó, mình có thể vẽ mấy cái khu vực lên ở đây để cảnh báo ra, từ đó là xuất ra những cái dữ liệu. Thì mình đối với ví dụ mình lắp cái ổ cứng cho cái đầu ghi thì tới mỗi ngày mình vào phần layback á, mình lấy được những cái data đó ra, khu vực đi vào, khu vực đi ra, phải detect được đó. Dạ rồi, thì đó là phần demo một số tính năng của con cam. Rồi, em xin phép stop cái màn hình share lại ha và trả lời một số câu hỏi của anh chị ha. Dạ rồi. Có những hình thức gửi cảnh báo nào thì trong cái phần alarm á, để em show lại, share lại cái màn hình, nó sẽ có cái phần cảnh báo. Đây. Thế nè, thì nó detect được, nó chụp những cái frame như này nè. Rồi phần cảnh báo. Alarm out. Nó sẽ có một số cảnh báo như là warm mail nào, hiển thị cái snap chụp hình lên, hay là cái còi bút cái thông báo lên cái màn hình VMS của mình, hay là cảnh báo về audio đó. Nó sẽ có một số cái alarm output như vậy. Rồi tiếp theo là
để tăng độ trên cam có những công nghệ kết nối với những thiết bị khác không, ví dụ như cảm biến? Thì cái về phần cam thì nó sẽ không có cái phần mà kết nối với các thiết bị khác, nhưng mà nó sẽ có cái cổng, nó sẽ có cổng audio thôi, cho mình cắm cái mic chưa thôi, thì nó sẽ có phần audio in, audio out. Còn phần kết nối với các thiết bị khác chủ yếu là mình kết nối qua cái đầu ghi, thì cái đầu ghi của mình nó sẽ có một số đầu ghi hỗ trợ là RS485 nè, rồi đầu ghi mà có những cái tiết điểm NC hoặc là những cái cổng audio để mình có thể kết nối với những cái thiết bị khác. Thì thường ví dụ như tụi em làm cái giải pháp camera liên quan tới phần báo động thì tích hợp chung với hệ thống báo động thì cũng sẽ sử dụng những cái tiết điểm khô của cái đầu ghi kết nối với hệ thống báo động. Ví dụ như nhận diện khuôn mặt mà nhận diện không đúng thì nó sẽ kích hoạt cái báo động lên. Thì đó là một phần tích hợp của giải pháp camera với những cái hệ thống báo động nó như là như vậy. Có clip demo.com khuôn mặt không bạn, độ trễ thiết bị, độ rộng, khoảng cách .com đồng thời. Clip demo.com khuôn mặt thì cái này là tụi em sẽ gửi lại cho anh ha, tại vì cái này là trên hãng thì có cái clip trên YouTube á. Cái gì để em nói bạn nên kinh doanh gửi lại cho anh cái clip này ha. .com và nhận diện khuôn mặt có kết nối với hệ thống kiểm soát ra vào không? Thì cái này có thể kết nối với hệ thống kiểm soát ra vào được, tại vì .com và nhận diện khuôn mặt thì sau khi nhận diện xong nó sẽ so sánh camera nhận diện khuôn mặt và nó sẽ so sánh với database của đầu ghi nhập vào. Thì nếu đúng hay sai, nhận diện đúng hay nhận diện sai gì đó thì cái dữ liệu như thế nào đó thì mình có thể kết nối với cái hệ thống .com, hệ thống kiểm soát ra vào bằng cái đầu ghi, thì đầu ghi sẽ trả cho mình những cái tiếp điểm khô, tiếp điểm NC rồi đó, thì mình đấu vào cái bộ điều khiển của bên hệ thống kiểm soát ra vào là được. Rồi. Tiếp theo là trong quá trình led hồng ngoại hay là cả led sáng thì camera của bên em chủ yếu sử dụng cả led hồng ngoại. Còn đối với những cái dòng mà anh thấy như nãy chị Quyền có giới thiệu qua đó là những cái dòng mà camera mà quan sát ban đêm á, thì nó cũng sẽ có những cái led sáng, cặp led cảm biến ánh sáng á, tức là khi mà độ sáng nó dưới bao nhiêu, trong con camera nó sẽ có con cảm biến ánh sáng, thì độ sáng mình dưới bao nhiêu lắp đó thì nó sẽ bật cái đèn lên để có thể là quan sát 24/24. Có gửi thông báo đến điện thoại không mình? Thì trên phần mềm điện thoại, trên ứng dụng điện thoại mình cũng sẽ có một cái ứng dụng trên điện thoại ha. Thì để em share luôn cái ứng dụng trên điện thoại để anh chị mình có thể dễ dàng nắm cái sản phẩm này ha. Em xin được phép share cái màn hình lại. Sắp cái màn hình máy tính và xem cái màn hình điện thoại. Rồi anh chị có thấy cái màn hình của em chưa? Rồi thì mình có cái ứng dụng của Robinson là cái quan sát điện thoại là Robinson Cam 2 ha. Cái này là cho hệ thống camera IP. Còn cái Robinson mà BNP2 này đó là dành cho những cái con camera Wi-Fi mà lắp tại chỗ, lắp mà nãy em có trình bày đó là lắp nhập mã wifi vô là mình xài được đó, thì nó sẽ có hai cái ứng dụng như vậy, nhưng mà chủ yếu là cái Robinson Cam 2 ha, dành cho camera IP. Thì vào cái ứng dụng ở đây thì mình có thể tùy chọn add cái đầu ghi vào ha, rồi nhập mật khẩu thì nó sẽ vào được. Mình có thể add nhiều cái đầu ghi để mình quản lý cùng lúc được. Thì đây là một số cái hình ảnh cam đó, thì mình có thể coi được cái giao diện cam như này và tùy chỉnh cái layback đó, tùy chỉnh cái giao diện đó. Rồi ở trong phần một số cái chắc á, thì mình sẽ có là ví dụ như đối với camera nhận diện khuôn mặt đi, mình có thể add cái khuôn mặt mình vô ở đây, search cái hình ảnh cái khuôn mặt mình đã nhận diện, hoặc là search theo tên thì nó sẽ hiện ra những cái sự kiện, hoặc là search theo sự kiện đó. Thì đó là dành cho những cái tính năng mà điểm nhanh .com, hay mình có thể add database đầu vô, hay là search những cái sự kiện, những cái hình ảnh nó xuất hiện ở đâu một cách dễ dàng ha. Đây là phần đàm thoại. Đây. Rồi, thì đó là cái ứng dụng trên của Android trên điện thoại ha.
nó sẽ tìm được khuôn mặt mà theo những cái sự kiện đã được lưu lại trên cái đầu ghi ấy. Ví dụ như anh search cái khuôn mặt mà ví dụ như search là theo cái tên đi và search theo hình ảnh đi, hình ảnh tức là lúc đó nó nhận diện được cái khuôn mặt đó, xong anh dùng cái khuôn mặt đó anh search thử hay là nó còn cái khuôn mặt đó còn được nhận diện ở những cái thời điểm nào khác không, thì nếu mà cái ổ cứng anh lưu trữ được tới đâu thì nó sẽ hiển thị được tới đó hết tất cả những khuôn mặt đó. Và search theo tên nè, search theo sự kiện nè, ví dụ sự kiện là đi ra đi vào hay là detect xe phương tiện nữa đó, thì anh có thể search theo sự kiện được. Rồi, em xin phép off cái màn hình điện thoại nhé. Rồi, em xin trả lời tiếp một số cái câu hỏi của mình. Khoảng cách nhận diện hồi nãy bạn có nói là từ 60 cm đến 12 cm. Dạ đúng rồi. Thì đây là theo thông số của hãng nha. Theo thông số của hãng á, thì một cái con camera nhận diện khuôn mặt á, nó có thể nhận diện được là 3 khuôn mặt trên 1 giây, hoặc là detect được 10 cái sự kiện trên 1 giây. Rồi khoảng cách nhận diện là từ 60 cm đến 12 cm. Nhưng mà đó là cái thông số mà của một mình con cam á, là nó có thể hoạt động với thông số vậy. Còn nếu mà nó nhận diện xong, nó so sánh với database trên cái đầu ghi nữa, thì cái thời gian nhận diện nó sẽ thấp xuống. Thời gian mà nó nhận diện xong, nó so sánh đầu ghi, nó so sánh rồi nó trả ra output á, thì nó chậm hơn, nó sẽ chậm hơn, nhưng mà nó sẽ lưu được hết những cái sự kiện đó trên cái đầu ghi của mình. Có phòng báo động, chớp đèn và hú loa không? Dạ có anh, tại vì cái phần chớp đèn với hú loa là mình chỉ cần đấu cái alarm output của cái đầu ghi ra cái đèn chớp hay là cái loa là được anh, nó không có gì khó. Bên em có một cái clip demo là tính năng nhận diện khuôn mặt kết hợp với hệ thống của Giao Trong, thì xíu em sẽ nói với bạn kinh doanh gửi lại luôn cho mình, là khi mà nhận diện khuôn mặt mà có trong cái database thì cái hệ thống báo động mình có thể đi vào được, nhưng mà nếu mà nhận diện khuôn mặt mà không có trong database á, thì hệ thống báo động nó chung nó sẽ reo lên đó. Cho xem phần live bắt trên điện thoại. À dạ, thì cái đầu ghi mà có cái ổ cứng á, thì tụi em lấy đang tạm thời tụi em đang lấy đi demo cho khách hàng rồi, thì cái đầu ghi hiện tại tụi em lắp dưới đây thì nó không có ổ cứng nên là không có coi cái phần live bắt được. Dạ cái gì thì cái phần live bắt thì tụi em sẽ gửi lại cho mình qua cái sao ha, tại vì cái đầu ghi có cái ổ cứng mà tụi em đã đi demo với khách hàng rồi. Nếu một số tính năng ví dụ như lay bắt hay là xem lại đầu sạc rồi đó, thì mình phải có cầu cứng đó, lắp cho đầu ghi mới coi được cái tính năng đó. Cổng alarm chịu được bao nhiêu ampere, bao nhiêu volt? À, cái này thì tùy cái loại đầu ghi tăng, tùy loại đầu ghi mà cái alarm nó sẽ khác. Thì ví dụ như đối với thông số của đối với những tùy theo những công trình dự án rồi đó, thì tụi em sẽ cho anh cái data sheet cụ thể thì cái phần này, tại vì mỗi cái đầu ghi thì nó sẽ có một cái tải khác nhau và số cổng alarm output khác nhau, có đầu ghi 4 alarm out, có đầu ghi 8 alarm out, thì cái tải nó sẽ khác nhau. Nhận diện khuôn mặt có thể áp dụng chấm công với nhà xưởng, số lượng chấm công ra vào là có số lượng nhận diện khuôn mặt có thể áp dụng chấm công cho cả nhà xưởng, có cả nhà xưởng có số lượng chấm công vào ca làm không người không chấm công á, ví dụ như mình đi vào cái này, giải pháp này thì đương nhiên là có thể áp dụng chấm công cho nhà xưởng, nhưng mà lúc mà nhận diện á, mình đi vào á, thì ví dụ muốn nhận diện để chấm công á, thì mình đi vào từ từ á, chứ ùa vào cùng một lúc á, trong một cái cổng khu vực cổng lớn á, thì nó sẽ khó mà nhận diện kịp được. Ví dụ mình đi vào từng người hoặc là một hai người nào đó thì nó sẽ nhận diện kịp. Còn ví dụ một cái cổng mà đi vào cùng lúc 5-10 người thì không thể nào một cái cam có thể nhận diện kịp được, ngay cả những cái dòng camera châu Âu tốt nhưng cũng không thể nào mà nhận diện được 5-10 người cùng lúc mà chính xác được cho một cái cổng nhà xưởng. Nên là khi mình áp dụng cho cổng nhà xưởng, mình có thể là để chia phân thành nhiều cái line đi vào, nhiều cái khu vực đi vào để nó nhận diện thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, không sao anh, thì cái này bên em cũng chia sẻ là như vậy. Nhận diện khuôn mặt mở ba re được không? Được chứ anh, thì anh đấu cái tiếp điểm alarm out nhận diện khuôn mặt thành công thì nó sẽ cho anh một cái alarm out như một cái relay đó. Anh đấu cái tiếp điểm relay đó vào cái bộ nhận tín hiệu điều khiển đó, thì anh mở được thôi, thì nó sẽ đấu vào cái bộ điều khiển của bên anh.
đầu ghi của đấu từ cái alama của đầu ghi vào cái bộ điều khiển, vào cái input của bộ điều khiển của anh thì sẽ điều khiển được cái phần đó. Sự kiện có lưu lại của bạn chứ? Dạ đương nhiên là có lưu lại anh. Dạ. Thì nó sẽ lưu lại sự kiện với cái hình ảnh theo dung lượng tô cứng này. Hay chạy trên bộ điều khiển của hãng này. Dạ không anh, cái bộ bên em chỉ bán là rồi sành nó sẽ bán những cái dòng camera với đầu ghi CPU thôi, nó không có bán những cái bộ điều khiển anh. Nó sẽ đưa ra tín hiệu cho mình nhận vào cái bộ điều khiển của bên anh. Chứ nó không, chứ rồi sành nó sẽ không bán những cái bộ điều khiển như vậy. Thì tụi em ví dụ như tụi em muốn tích hợp ở vào Zalo trong thì sử dụng những con, nếu đóng mở cửa tự động thì tụi em sẽ sử dụng những cái bộ điều khiển của Zalo trong, những cái relay của Zalo trong để điều khiển. Thì Robinson cái đầu ghi nó sẽ cho ra những cái tiếp điện, những cái tín hiệu để mình điều khiển thôi, chứ nó không có những cái bộ điều khiển. Camera có API tích hợp phần mềm thứ ba của khách hàng lập trình như mở cửa chấm công không? Camera có tích hợp phần mềm thứ ba của khách hàng lập trình như là mở cửa chấm công không? À, thì như những cái tính năng như là mở cửa thì em nói là nó sẽ qua những cái tiếp điểm, còn những cái tính năng mà như chấm công á thì chấm công á thì đó, nếu mà anh muốn sợp những cái data dữ liệu rồi đó thì anh phải dùng cái đầu ghi và cái ổ cứng của anh em, thì sau đó anh sẽ dùng phần mềm VMS như nãy của anh em đó, anh sẽ coi, anh sẽ search trong cái phần layback đó để xuất ra được những cái file chấm công. Còn cái phần mà tích hợp vào khách hàng thì rồi sau nó cũng sẽ có những cái API, nhưng mà tích hợp không thì mình phải coi tìm hiểu cái phần mềm của khách hàng là gì để mình làm cái API tương ứng được. Còn bản thân của Robinson không á thì nó sẽ có những cái tính năng như vậy. Những mô hình này sẽ phù hợp với phân khúc kỹ thuật cái hơn. Dạ đúng anh, thì bây giờ thì để khách thì tụi em cũng là vừa bán những cái dòng cam như này cho những cái phân khúc mà biệt thự đồ á, nhà ở cá nhân đồ, cũng như là cho những cái dự án công trình nữa. Về những cái khung mà có thể đặt thời gian cho người khác vào thay người, về có đặt thời gian cho người thay vào người khác không được vào, cho người thay vào người khác không được vào là em, là sao anh, em chưa hiểu cái phần này. Xin lỗi vì hỏi nhanh quá là đánh nó sai. Dạ. Mình đang muốn hỏi là với phần nhận diện khuôn mặt thì mình có thể xét được cái thời gian không, ví dụ như là người này chỉ được vào thời gian này và không được vào thời gian kia, hoặc là vào nó sẽ cảnh báo là ông đi sai khu vực chẳng hạn. À, dạ được anh, cái phần đó là mình cài được anh, và cái phần đi sai khu vực cũng có thể cài được. Ok, cái đấy rất hay ạ. Thì dù mỗi khu vực thì mình lắp một cam. Đúng rồi. Thì nếu mình đi sai khu vực mà anh nhận diện không có trong database đó thì nó sẽ cảnh báo lên. Không, ý mình là như này, có thể trong database thì có, nhưng mà ví dụ người này là người giúp việc nhỉ, thì họ chỉ được vào từ khoảng từ sau 9 giờ thôi. Sao hiểu không ạ? Ví dụ là như thế, thì là khung giờ nhất định, tức là cái khuôn mặt đấy chỉ được xuất hiện ở trong cái khung giờ nhất định. Mình có quy định được cái chi tiết đến như thế không ạ? À, giới hạn được cái khoảng thời gian đó ha. À. Cái khoảng thời gian, cái này thì cái phần giới hạn thời gian này là em chưa có test, bên em chưa có thử cái cài thử phần tính năng này để em coi lại rồi em phản hồi anh nha. Okay, okay. Tại vì giới hạn cái thời gian á, tại vì tụi em làm cái phần này á là giới hạn hơi thời sâu. Chỉ chắc mình đang đúng hỏi rồi, cái này nó hơi sâu. Hơi sâu về cái vật nó cũng sẽ có một cái thằng là time limit access. Đúng rồi. Mà
nó sẽ là cái phần thời gian mà truy cập vào camera. Thì để em coi ngoài thời gian truy cập vào camera nó có giới hạn được cái thời gian mà nhận diện khuôn mặt hay không. Đúng rồi, Dạ, đúng rồi. để rồi đáng mà. À, xin hỏi mình một cái nữa là mình cái này thì việc phát hiện người ở trong khu vực thì nó đơn giản rồi, nhưng mà nó sẽ báo là không có người ở trong khu vực thì nó cũng có làm được việc đấy không? Báo không có người trong khu vực hả? Đấy, đúng Thì rồi. Ví dụ là như này, tớ có một cái dự án của bên Bộ Khoa học Công nghệ nuôi cái tôm công nghệ cao ấy, thì khi mà giờ ăn thì bắt buộc trong khu vực đấy nó phải không có người, không được ai cho ăn, vì tất cả cái hình thức cho ăn đấy là đều là tự động máy đó, không được người cho ăn vào. À, không được Dạ. người vào tác động. Thì cái cam ấy, thì setup cái việc mà xuất hiện người trong ấy nó rất là dễ, nhưng mà làm cái điều ngược lại là phát hiện cái người nó không ở trong khu vực, nó không có ai ở trong khu vực thì máy nó hoạt động, thì cái đấy nó đang làm bài toán đang mình đang chưa giải được. Không phát hiện không có người trong khu vực ha. Ừ. Mình có thể là mình cho ra những cái tiết điểm, ví dụ như không có người thì nó cho ra thường đóng đi, Đúng rồi có rồi, người thì ví cho dụ ra như thường thế. mở Đúng được rồi. không? Được, được. Đấy, ví dụ là Thì như đó thế. đó thì đó là cái phần đó thì làm được. Nhưng mà khi mà nó chỉ cam, nó chỉ phát hiện khi ví dụ như có một cái thay đổi, ví dụ như là mình đang đặt tình trạng là ví dụ motion detect chẳng hạn, thì khi có người vào đấy thì nó mới đóng tiếp điểm. Yeah. Còn bình thường thì không có người thì à rồi, mình đang chuyển sang NO, à NO đúng Đúng rồi, thì bình thường mình để NC thì không? nó Đúng sẽ rồi. là không có người, tới khi mà có người nó thành NO chẳng hạn, thí dụ vậy. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ. Dạ, anh chị mình còn thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ, thì nếu như anh chị mình không còn câu hỏi nào nữa thì em xin phép được tổng hợp buổi webinar sáng nay ạ. À. Dạ. Anh Minh Hòa có hỏi. À, mời bạn Duy. Bạn Duy giúp anh Hòa giải đáp. À, dạ. Anh xin hỏi một chút là không, cái này là về cơ chế thôi. Tức là ví dụ như là như lúc đầu Quyền có nói là có cái chính sách bảo vệ giá, thì là ví dụ như không phải là dự án lớn mà chỉ là những cái công trình mà cần giá kín, thì mình có cái cơ chế nào để bảo vệ các đại lý không? Chị Quyền trả lời cho anh cái phần mà bảo vệ giá, chính sách giá của mình là chị Quyền. Dạ, em xin phép được trả lời câu hỏi của mình ạ. À. Thì ở chính sách bảo vệ giá thì nếu như mà anh Hòa mình muốn dự án đó mình muốn bên em bảo vệ cho mình á, thì mình nó đăng ký bảo vệ dự án đó thì bên em sẽ bảo vệ dự án đó cho mình ạ. À. Còn phần chi tiết và cụ thể hơn á, dạ thì em sẽ trao đổi trực tiếp với lại anh Hòa luôn nha. Dạ, thì sau cuộc họp ngày hôm nay á, thì chắc anh chị cũng đã nắm rõ được thông tin về sản phẩm cũng như là
chính sách hợp tác bên em. Thì em sẽ gửi lại cho anh chị slide giới thiệu cũng như là video của buổi webinar ngày hôm nay. Dạ. Thì nếu mà anh chị có thêm bất kỳ thắc mắc nào thì mình cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0902 401 488 hoặc là Zalo nha anh chị. Và em mong là sau này chúng ta có thể làm với nhau thật nhiều dự án để cùng nhau phát triển. Dạ, em xin cảm ơn là anh chị đã dành thời gian để tham gia cùng với bên em ngày hôm nay. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật nhiều thành công ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Rồi, những cái file thuyết trình slide đó em sẽ gửi lên nhóm ha, để mọi người cùng nắm ha. Dạ, em cảm ơn.